Đan Mạch, nơi quy tụ những chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp. Mặc dù có diện tích nhỏ và dân số ở mức 5,6 triệu người, nhưng Đan Mạch đã phát triển và trở thành một cường quốc về nông nghiệp và nhiều lĩnh vực nông nghiệp của Đan Mạch hiện hoạt động rất hiệu quả, kế thừa những thành tựu của nền nông nghiệp thế giới. Đan Mạch hiện là nước dẫn đầu về tính hiệu quả, chất lượng và sự an toàn thực phẩm. Công ty Skio được thành lập năm 1877. Tới nay, chúng tôi đã trở thành một công ty đa quốc gia với nhiều công ty con trên toàn thế giới. Skio được biết đến là đơn vị tiên phong cung cấp, phát triển các dự án chìa khóa trao tay trong lĩnh vực nhà máy thức ăn, lưu trữ ngũ cốc, xử lý hạt giống, trang thiết bị chuồng trại heo và gia cầm. Nhà máy thức ăn, tăng lợi nhuận từ trang trại đến bàn ăn. Skio cải thiện chất lượng và độ an toàn của thức ăn chăn nuôi bằng cách ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong suốt quá trình sản xuất nhằm nâng cao lợi nhuận trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Chế biến nguyên liệu dạng hạt, năng suất cây trồng được tối ưu hóa, Skio chuyên về các giải pháp tổng thể cho việc xử lý, làm sạch hạt giống và hạt ngũ cốc với độ chính xác và chất lượng cao. Hạt ngũ cốc, tối ưu hóa giá trị xử lý hạt. Skio tối ưu hóa giá trị của nguyên liệu dạng thô bằng cách cải thiện chất lượng hạt thông qua việc lưu trữ an toàn, xử lý và phát huy tối đa năng lực sản xuất. Trang trại heo dẫn đầu trong việc cung cấp giải pháp tổng thể tiên tiến cho các trang trại heo. Skio nâng cao an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trong trang trại heo, cung cấp các giải pháp toàn diện tiên tiến. Trang trại gia cầm nâng cao lợi nhuận cho người chăn nuôi gia cầm. Skio đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các thiết bị chuồng trại gia cầm và hệ thống cho ăn chất lượng cao. Để có được vị thế này, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với nông dân, các trường đại học, các đối tác để không ngừng cải thiện và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất mang lại lợi ích chung cho tất cả các bên. Khách hàng là những đối tác lâu dài của chúng tôi. Với phương châm này, chúng tôi hợp tác xây dựng và thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu của khách hàng, không chỉ là vì lợi ích riêng của mình. Hãy cùng lắng nghe những đối tác lớn của Skio chia sẻ về chúng tôi như thế nào. Đối tác Skio là một đối tác mà có hơn 140 năm, cũng như là ngành nông nghiệp của Đan Mạch đứng hàng đầu thế giới. Vì vậy, chắc chắn công ty Skio sẽ giúp chúng tôi đạt được cái quá trình phát triển này một cách nhanh nhất, tốt nhất. Qua quá trình làm việc thì chúng tôi cũng tin cậy vào cái tác phong chuyên nghiệp của nhân sự của Skio tại Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là Skio có thể hợp tác tốt với Tân Long. Để phục vụ cho cái đàn heo của công ty thì công ty cần phải có một cái nhà máy, nó phải đạt một số cái tiêu chuẩn nhất định. Với con heo giống từ Đan Mạch thì việc chọn cái thiết bị nghiền đĩa của Skio là phù hợp và nó sẽ đem tới cái hiệu quả cao trong chăn nuôi. Sau khi mà tìm hiểu những cái nhà cung cấp khác thì chúng tôi tìm hiểu đến nhà cung cấp là Skio bởi vì chất lượng và nó phù hợp với con heo của chúng tôi. This feed mill, it's very easy to control it, very easy to handle it, and the accurate of what we do, it's amazing. Okay, that it means that we are happy for sure. Việc có mặt tại địa phương là một điều rất quan trọng, vậy nên Skio có đội ngũ giàu kinh nghiệm trong nước mà các bạn có thể dễ dàng liên hệ. Họ đều là những chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể và luôn mong muốn hỗ trợ bạn đạt được mục tiêu của mình, giúp cho doanh nghiệp của bạn thành công. Skio mang đến một khái niệm dịch vụ toàn diện từ phân tích nhu cầu đến việc cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay, hướng tới tương lai trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến những giải pháp tối ưu nhờ sự tham gia của các chuyên gia nội bộ và cả những chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Với kinh nghiệm quốc tế và chuyên gia về nghiên cứu và phát triển, sản xuất, quản lý dự án, kỹ thuật, hậu mãi và đào tạo, Skio có đủ chuyên môn để đáp ứng các yêu cầu khác nhau từ khách hàng trên khắp thế giới. Ngày nay, với đội ngũ tại địa phương của mình, chúng tôi có thể thực hiện toàn bộ phạm vi công việc cho các dự án chìa khóa trao tay, từ phân tích lợi ích chi phí ban đầu, đề xuất dự án, ký kết hợp đồng, kỹ thuật dự án, sản xuất, giám sát, lắp đặt và đào tạo. Đây là công thức của chúng tôi đã có được sự hợp tác lâu dài và là con đường dẫn đến sự thành công cho các dự án của bạn. Nhờ vào nền tảng công ty hơn 140 năm kinh nghiệm và kiến thức hiểu biết, các nhân viên lành nghề của chúng tôi đã tạo dựng được uy tín trên thị trường về sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy, cung cấp các giải pháp bằng chứng chất lượng cao trong tương lai, mang lại cho bạn việc kinh doanh có lợi nhuận. Skio tạo nên sự khác biệt cho bạn và doanh nghiệp của mình.